hai cặp là mới có 1.8 nữa. Thế còn cặp này thì bao nhiêu? Cặp đó 1.8 đó, cặp đẻ rồi đó chú. À đấy à. Không có loại này à, nếu mà gì nuôi ăn thịt được cũng dùng được. Đây nuôi ăn thịt chứ nếu nó làm cảnh thì nó là con đã trồng màu cho biết chứ đúng không? Cái này nuôi là chỗ mà bông mấy lại thả nó ra ngon lắm. Con này có dễ nuôi không? Dễ nuôi, nó mới đẻ ra là nở nuôi được rồi, nó dễ hơn gà nữa. Mình ăn gì nó ăn đấy à? Tên nó là cái gì? Chích cồ. Chích cồ à? Con này nó giống cái màu con cúc nước mà ở quê bác cháu mình nhỉ? Đấy, đây này. Chứ nó các cái đầm. Đúng rồi. Bọn này chống đầm này là chính. Đúng rồi, nó dùng đầm này. Đẹp đấy bọn này. Có hót hiếc gì không? Có. Là nuôi quen từ nhỏ lớn thả ra là nó giữ nhà. Gặp tình gì mừng lắm. Chưa các cái đợt này. Giờ giờ ai ai cũng bán rồi đó. Cái đó là sau năm chục là chơi. Con này công nhận màu đẹp. Thế này hai con giống nhau này phân biệt được cái nào đấy? Được cái đôi con này trắng là cũng được này. À. Cái đôi con này không có trắng là ngoài. Nó chỉ khách lúc nào cũng cho con trắng, lúc nào cái đuôi nó ngoài sao có cho nó trắng. À, ơ hay nhỉ. Chứ nhìn hai con giống nhau này phân biệt sao nổi. Mình không quen không nhìn được đâu. Đúng rồi. Có mấy tài chuyên nghiệp nó nuôi á là nó mới biết. Hai con này cũng chỉ được nửa cân đấy nhỉ. Nó lớn mập mạp đàng hoàng con cả ký á. Bọn này ăn thịt thì đã này. Đó là biết chương trị. Này nếu mà ăn thịt bọn này chỉ có dân có tiền thôi. Tiền cứ anh em mình bỏ ra tiền triệu soát. Bỏ tiền lên nó sáng sáng nuốt không nổi. Triệu lúc vô vô là nó ăn con chó thì chẳng thoải mái. Làm con chó vô vô là nó khổ nè. Bọn này được cái gì nó ăn này dễ nuôi này. Dễ nuôi lắm, mới đẻ ra nuôi được mà. Thế là chính ra nuôi này nó không gì đấy. Có chết một con nào luôn. Cái này là biết sao, làm hẳn cái chuồng to quây vào. Ừ, thả nó mới nó mới nhanh lớn. Đúng rồi. Làm cắt cỡ như là cái từng gà của mình vậy đó. Đúng rồi. Trên vậy cho nó ngủ nè, nó đẻ ở trên nè, còn dưới. Chính xác. Là mình lấy cái thùng nào đó bỏ miếng gom vô là đẻ nó nhảy vô đó như gà vịt vậy đó. Vâng, nuôi bọn này nó khác gì nuôi bọn chim chích, chim chiếc thì nó cũng thế. Để không gian nó thoải mái nó. Nó sinh hoạt cho nó dễ thì nó nhanh lớn. Huh?